cô chào các con hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập nội dung tiếp theo trong chương trình ngữ văn lớp 7. các con ạ à, tục ngữ là loại văn học dân gian cực kỳ ngắn gọn hàm xúc nhưng nội dung ý nghĩa thì vô cùng phong phú là kho tư liệu tích lũy và bảo tồn biết bao kinh nghiệm quý giá của cha ông ta từ ngàn đời truyền lại cho con cháu mai sau với hai mảng tục ngữ tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất với những kinh nghiệm quý báu gắn liền với nghề nông của người nông dân việt nam và mảng tục ngữ về con người và xã hội với những kinh nghiệm ứng xử trong cách nhìn nhận giá trị con người trong cách học cách sống và ứng xử hàng ngày những điều nói trên được thể hiện trong mỗi câu tục ngữ như thế nào các con đã được học trong chương trình và hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập mảng tục ngữ về con người và xã hội để hiểu sâu hơn những bài học đạo lý mà cha ông ta đã để lại nhé các con. Bài học cấu trúc gồm hai phần lớn. Thứ nhất, khái quát chung nội dung của các câu tục ngữ mà các con đã học trên lớp. Thứ hai, mình cùng làm một số bài tập luyện tập. Nào, các con, Chúng ta sẵn sàng. Phần A lớn, ôn tập khái quát. Trước hết, chúng mình cùng nhau nhớ lại khái niệm thế nào là tục ngữ. Tục ngữ là những câu nói dân gian, ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội, được nhân dân vận dụng vào đời sống suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hàng ngày, tục ngữ là một thể loại văn học dân gian. Phần 2, cô nhắc để các con nhớ lại phương pháp khi tìm hiểu một câu tục ngữ. Khi tìm hiểu một câu tục ngữ nào đó, ta cùng tìm hiểu các bước sau. Bước 1, giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ qua hệ thống từ, cụm từ rồi cả câu hoặc giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng của câu tục ngữ nếu có. Bước 2, chúng mình cùng xem xét câu tục ngữ đó có những biện pháp nghệ thuật nào? Ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, nhân hóa, vân vân. Bước 3, xét về giá trị kinh nghiệm, câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì? Bước 4, tìm hiểu về khả năng ứng dụng Câu tục ngữ được áp dụng trong hoàn cảnh nào, với đối tượng nào. Các con khắc ghi ngay vào trí nhớ của mình nhé. Phần 3, mình cùng nhắc lại nội dung nghệ thuật của mảng tục ngữ về con người và xã hội. Các con cùng nhau nhầm thuộc lại 9 câu tục ngữ trong bài mà mình đã học nào. 9 câu tục ngữ tập trung vào 3 nội dung chính. Câu tục ngữ 1, 2, 3 Nói về giá trị, vẻ đẹp và phẩm chất con người Câu 4, 5, 6 Nói về học tập tu dưỡng ba câu còn lại Nói về quan hệ ứng xử, về đạo lý sống Với 9 câu tục ngữ về con người và xã hội đã tìm hiểu Chúng ta cần ghi nhớ Tục ngữ về con người và xã hội thường rất giàu hình ảnh, so sánh, ẩn dụ, hàm xúc về nội dung. Những câu tục ngữ này luôn chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có. Cô tin các con đã hiểu khái niệm thế nào là tục ngữ, nắm chắc nội dung và bài học quý giá từ những câu tục ngữ trên. Cảm ơn các con. Bây giờ chúng mình cùng sang phần B lớn luyện tập. Các con hãy chú ý vào màn hình và cùng ghi chép vào vở nhé. Bài tập 1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu tục ngữ sau. A. Ba chấm mới biết đêm dài. B. Ba chấm cao hơn mâm cỗ. C. Ăn trong nồi. Ba chấm d bà con vì tổ vì tiên chứ không phải ba chấm e ba chấm buộc chặt để làm được bài tập này các con hãy huy động vốn kiến thức về tục ngữ mà chúng mình đã tích lũy được nhé nào các con cùng quan sát đáp án và đối chiếu với bài làm của mình nhé cô tin các con làm tốt bài tập này cảm ơn các con Bài tập 1 đã giúp các con củng cố thêm vốn kiến thức về tục ngữ của mình. Tiếp theo là bài tập 2. A. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa thành ngữ với tục ngữ. B. Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là thành ngữ, trường hợp nào là tục ngữ? 1. Giấy rách phải giữ lấy lề. 2. Lá lành đùm lá rách. 3. Bách chiến bách thắng. 4. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 5. Một nắng hai sương. Để phân biệt được sự giống và khác nhau của tục ngữ và thành ngữ, các con cần chú ý về cấu tạo hình thức, về nội dung và giá trị sử dụng của từng đơn vị kiến thức trên và sau đây là lời gợi ý giải đáp cho ý A bài tập 1. Điểm giống nhau giữa tục ngữ và thành ngữ đều là những đơn vị có sẵn trong ngôn ngữ lời nói. Điểm khác. Thành ngữ tương đương với từ mang hình thức là cụm từ cố định. Còn tục ngữ là một câu hoàn chỉnh, một văn bản đặc biệt thành ngữ gọi tên sự vật, tính chất, trạng thái, hành động của sự vật. Tục ngữ diễn đạt trọn vẹn một phán đoán, kết luận, lời khuyên răn. Ví dụ về thành ngữ: đen như cột nhà cháy, cười vỡ bụng. Ví dụ về tục ngữ: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Bài tập 2 phần B, dựa vào dấu hiệu nhận biết các con dễ dàng phân biệt được các trường hợp trên đâu là tục ngữ, đâu là thành ngữ. Một, Giấy rách phải giữ lấy lề. Khuyên dạy con người bài học cần phải giữ gìn phẩm giá đạo đức. Con người ta có thể sống thiếu về vật chất, chứ không thể nào đánh mất nhân cách, danh dự và lòng tự trọng là một câu tục ngữ. 2. Lá lành, đùm lá rách khuyên ta nên yêu thương con người, đùm bọc họ khi họ gặp khó khăn hoạn nạn cũng là một câu tục ngữ. 3. Bách chiến bách thắng, đánh trận nào thắng trận ấy, không có đối thủ nào địch nổi. Đây là một thành ngữ Hán Việt. 4. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lời khuyên ở đây là trong cuộc sống phải biết học những điều tốt đẹp gần gũi những người bạn tốt để học những điều hay lẽ phải. Nên tránh xa những cái xấu, cái tiêu cực, những thói hư tật xấu không lành mạnh, dễ trở thành người xấu. Là một câu tục ngữ. 5. Một nắng hai xương Tả cảnh làm lụng vất vả ngoài đồng ruộng, dãi nắng dầm xương từ sáng sớm đến chiều tối của người nông dân là thành ngữ. Bài tập 3. Cho các câu tục ngữ sau. 1. Thương người như thể thương thân. 2. Có công mài sắt có ngày nên kim. 3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hãy giải thích nghĩa của mỗi câu tục ngữ trên và cho biết bài học mà mỗi câu tục ngữ đem lại là gì. Bài 3, chúng ta chú ý khi trả lời phải đầy đủ hai bước. Bước 1 là giải thích Bước 2 là bài học mang lại từ mỗi câu tục ngữ đó là gì? Với câu tục ngữ thứ nhất, thương người như thể thương thân, cô gợi ý cho các con tiến hành theo hai bước sau. Đầu tiên, các con giải thích hai cụm từ thương người và thương thân có nghĩa là gì? Thương người chính là yêu thương, là quan tâm giúp đỡ tới những người xung quanh ta. Còn thương thân chính là yêu thương bản thân mình. Tiếp theo, các con chú ý đến nghệ thuật so sánh của câu tục ngữ này. Với từ so sánh ngang bằng như thể đã giúp chúng ta nhận thức được bài học mà câu tục ngữ mang lại đó là phải biết yêu thương, chăm sóc người khác như yêu thương, chăm sóc chính bản thân mình. Với cách làm như trên, các con sẽ dễ dàng giải thích và rút ra bài học cho hai câu tục ngữ còn lại. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập cuối cùng nhé. Bài tập 4. Hãy đọc hai câu tục ngữ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới. 1. Không thầy đố mày làm nên. 2. Đói cho sạch, rách cho thơm. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 câu, phân tích ý nghĩa của một trong hai câu tục ngữ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu đặc biệt hoặc một câu rút gọn có chú thích. Bài tập 4 yêu cầu viết đoạn văn có vận dụng kiến thức tiếng Việt. Đây là dạng bài tập khá quen thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, để viết đúng, trúng và hay, cô có một số gợi ý sau. Về hình thức đoạn văn, đoạn văn phải đủ 3 phần: câu mở đoạn, các câu thân đoạn, câu kết đoạn. Đủ số câu theo quy định, 7 câu. Gạch chân chú thích nội dung mà tiếng Việt yêu cầu sử dụng một câu đặc biệt hoặc một câu rút gọn về nội dung để tìm hiểu về nội dung câu tục ngữ các con hãy nhớ lại các bước tìm hiểu một câu tục ngữ mà cô vừa gợi nhắc ở trên với câu không thầy đố mày làm nên việc đầu tiên chúng mình giải thích một số từ ngữ thầy là người như thế nào đây là vế điều kiện làm nên nghĩa là thế nào vế kết quả để bật lên ý nghĩa của câu tục ngữ là khẳng định vai trò quan trọng của người thầy trong sự thành công của mỗi con người còn về nghệ thuật câu tục ngữ được viết dưới dạng một kiểu câu thách đố lời khuyên ở đây là phải biết tôn sư trọng đạo nhớ ơn thầy cô từ đó rút ra bài học chúng ta cần chú tâm chuyên tâm học tập để đạt được những thành công và luôn luôn biết ơn thầy cô với câu đói cho sạch rách cho thơm trước hết ta giải thích nghĩa đen của câu tục ngữ đói vẫn phải ăn uống cho sạch sẽ mặc dù rách cũng vẫn phải giữ gìn cho thơm tho còn nghĩa bóng dù nghèo vẫn phải sống trong sạch với nghệ thuật ẩn dụ vần lưng lời khuyên thật sâu sắc ở đây dù sống trong hoàn cảnh nào cũng phải sống ngay thẳng trong sạch một bài học thật ý nghĩa về việc giáo dục nhân cách, phẩm chất con người trong mọi hoàn cảnh sống của cha ông ta có giá trị tới muôn đời, thật đáng trân trọng. Trên đây là một số gợi ý của bài tập 4, chúng mình cùng nhau viết thành đoạn văn hoàn chỉnh vào vở nhé. Cô cảm ơn sự lắng nghe của các con học sinh. Chào và hẹn gặp lại các con.